Ngày 28 tháng 1, huyện Tuyên Hóa tổ chức tặng quà cho đồng bào Mã Liềng, dân tộc Chất tại hai xã Thanh Hóa và Lâm Hóa. Tham dự có đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể cấp huyện. Tại buổi trao quà, các đồng chí lãnh đạo huyện đã thăm hỏi sức khỏe, chúc bà con đồng bào dân tộc đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Đồng thời trao 826 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc tại bản Cà Sen, xã Thanh Hóa và bản Chuối, bản Cáo, bản Kè, xã Lâm Hóa. Trong đó, xã Thanh Hóa 202 suất quà, xã Lâm Hóa 624 suất quà. Mỗi suất quà gồm thịt lợn và gạo nếp, trị giá 120.000 đồng. Tổng kinh phí trên 99 triệu đồng được lấy từ nguồn quỹ vì người nghèo của huyện. Trước đó, nhiều tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm cũng đã trao nhiều phần quà cho đồng bào dân tộc tại hai xã Thanh Hóa và Lâm Hóa, giúp bà con có một cái Tết vui tươi, đầm ấm. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp huyện Tuyên Hóa đối với bà con đồng bào Mã Liềng, dân tộc Chất trên địa bàn, góp phần giúp người dân vui xuân đón Tết đầm ấm, hạnh phúc, tiếp tục tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.